Khang có trò chơi mới kìa. Thấy không? Long có trò chơi mới kìa Long. Sao? Con thấy trò chơi mới không? Trò chơi cởi nước đó. Trò chơi phản lực á, phản lực nước á. Ừ. Hả? Bơi đi con. Bơi vô. Vô đi con. Anh Long chạy lên rồi kìa. Vô đây là Khang. Chơi gì đây?